ngay ở giải của địa phương U14. Rồi. Dừng trận đấu. Rồi. Hai đội vào sân thi đấu. Kiều Kiện Tướng. Về tham dự. Rồi. Rồi về sân. Kỹ thuật bó chó rồi. Rồi tuyệt đối rồi. Đứng lên để chúng tôi công bố kết quả. Kỹ thuật và bó chó rồi. Không chế được đúng không? Bây giờ sẽ có không chế được không? Đoán rồi. Thôi, tuyệt đối rồi. Thôi, ngoài tới rồi. À vâng, một kỹ thuật và bốc đôi nữa của Đô. Đô Thoan. Ôi, và Đô Hiếu đã tránh được đòn. Trời ơi. Chưa có kết quả thôi. Xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu tiếp theo giữa Đô Hiếu của Thanh Trì mang bao màu đỏ gặp Đô Chiến của Phú Thọ mang bao màu hồng. Các trọng tài không thay đổi hai đô và về giữa sới. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đẩy. Cháu đã giảm tiếng ồn rồi đấy, chế độ giảm tiếng ồn một ít. Hai đôi bắt tay nhau, các trọng tài chuẩn bị, hai đôi chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Vâng, em chào anh Vân Quang Nghiêm nhá, hôm nay là ngày cuối nhá, chiều nay là hết đấy nhá. Xem nốt từ đợt chiều đến tối là không còn gì để xem anh ạ. Ai muốn xem vật sân côn thì phải đến tháng 5 mới xem được. Và hiện nay giải nhất mở rộng ban tổ chức chúng tôi đã nhận được Đỗ Thái người Bắc Giang xin giữ giải nhất. Và giải nhì mở rộng Đỗ Vũ Văn Hảo người Nam Định xin giữ và Đỗ Cấn Tân Phúc người Phục Xá xin theo. Thôi ngoài giới rồi, hai đô về giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Cần Đức Toàn lúc này em cần Đức Tử nữa. Nhà 5 đời đi đấu vật có ai luôn, có mấy cái đô đấy về thì một kỹ thuật góc lại, cực hay luôn. Giả góc xuống con 1 rất nhanh. À, kỹ thuật bó chó rồi. Thôi, tuyệt đối rồi. Đứng lên để chúng tôi công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả bằng một kỹ thuật bó chó. Đô Hiếu của Thanh Trì thắng tuyệt đối. Chắc là em nghĩ là không có mấy đô đấy đâu anh ạ, vì hai đô về giữa sới. Hiếu Thanh Trì mang bao màu đỏ các bác nhá. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe này. Mấy bốc chiều trong trắng các bạn nhá. Một lần nữa, ban tổ chức xin mời hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Các ông đô của địa phương đã có mèo hãy vào đăng ký với ban tổ chức để tham gia phá giải của địa phương U40 trở lên và U40 trở xuống. Hiện nay U40 trở lên, ông đô Đỗ Nguyễn Đình Tú, người Sầm Núi xin giữ. Và U40 trở xuống, ông đô Đỗ Văn Tiến, người Sắn Trại xin giữ. Vì vậy, chúng tôi xin mời các ông đô vào đăng ký với ban tổ chức để tham gia khóa giải. Rồi, hoa sới rồi. Hai đô về giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Và hiện nay, ở giải nữ của địa phương, Đỗ Yên, người
sóng truyền đã nhất thắng. Vì vậy xin mời các đôi nữ, kể cả các đôi nữ đã thua vẫn được tham gia đăng ký đánh mèo, sau đó nên phá giải. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Hay quá. Đây mà bà vật dân tộc thì thắng đâu rồi. Cố đỏ thì xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho Hai Nô với tình cực thi đấu rất hay. Thưa bác hơn, nhưng mà cố Hồng đang bị tấn công, nhưng mà hiện tại bây giờ đã thoát được rồi các bác. Thoát thế rồi, thoát miếng rồi. Rồi, ngoài sới rồi. Hai đô về giữa sới để thi đấu. Đúng rồi. Phát miếng này không được. Trận đấu tiếp tục. Bị sang sau là phải bỏ ngay. Lại B. Bây giờ quả này là đến lượt Hồng B đỏ. Xin chúng ta một tràng pháo tay cổ vũ cho Hai Đô. Mỗi người sẽ khống chế một chân của đối phương. Rồi, ra ngoài sới rồi, Hai Đô về giữa sới. Tiếp tục thi đấu ở giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Tuần là bỏ chó rồi. Chưa khống chế được của Phương. Bây giờ sẽ có khống chế được không? Đoán rồi. Thôi, từ đối rồi. Như vậy là trọng tài đã xác định có thời gian nhất định khống chế đối phương rồi. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 2 phút 30 giây bằng một kỹ thuật bó chó, Đô Hiếu của Thanh Trì thắng tuyệt đối. Như vậy Đô Hiếu của Thanh Trì đã giành được giải lèo. Xin mời trọng tài trao giải lèo cho Đô Hiếu của Thanh Trì. Và Đô Hiếu có quyền tham gia thi đấu vào các giải. Giải nhất, giải nhì và giải ba. Phá hết, Đô này vào không phá hết. Giải ba trước. Bánh luôn là nhất đấy. Đồng giữa Đô Thoan của Bắc Giang mang trang phục màu đỏ gặp Đô Hiếu của Thanh Trì mang trang phục màu xanh, màu hồng. Hai Đô về giữa sới. Hai Đô nghe lệnh trọng tài chấm xe này. Vâng, quý vị khán giả, cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần thi đấu cho hai cô của keo đầu tiên của giải nhì mở rộng. Trong lúc nghỉ thì em muốn quay lại cái cảnh đằng sau khán giả để cho các bác, các chú cảm nhận được cái sức nóng của tới anh ạ. Hai Đô bắt tay nhau, các trọng tài chuẩn bị, Hai Đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Không khoe đâu, em quay lại thôi. Như lắm rồi, gần 50 rồi anh ạ. Đòn đánh tốc độ nhanh, trọng tài lưu ý phải cho dừng trận đấu luôn. Trận đấu tiếp tục. Và sau trận thi đấu của Đô Thoan và Đô Hiếu là trận tiếp theo của giải U40 trở xuống của địa phương. Đô Tiến là người đã nhất thắng một keo vào gặp Đô Thông. Xin mời Hai Đô chuẩn bị. Đô Thông người sóng truyền. Cứ khen là thích rồi. Kể ra mà có mà bạn gái nào khen em đẹp trai nữa thì hay quá, hết nước chấm luôn. Đây kia chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ cho Hai Đô. Tinh thần thi đấu rất quyết tâm ở giải nhì mở rộng. Phan Bắc Giang Hai Đô có trọng lượng cân xứng nhau. Phan không theo đánh giá chuyên môn của chúng tôi thì Hai Đô có trình độ chuyên môn và trọng lượng tương đương nhau. Phan quay lại, Phan vả lại luôn. Chính vì vậy những pha đánh đẹp
và những pha đánh hay thì quý vị khán giả sẽ cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần thi đấu cho các đô. Đô Thoan Bắc Giang là mang của đội em nghĩ là cũng rất là ngạ vơ. Thôi, ngoài tới rồi. Anh Hồng ôm đối thủ ném vèo phát. Rất nhanh của Đô Thoan. Đô Thoan vào bốc rất nhanh. Về giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Đô Hà Nam lại xin thôi đấy anh ạ. Đô đấy to quá nên là không có ai đấu với Đô đấy, xin lui anh ạ. Trẻ trường. Đối thủ của Thoan cũng cứng vết đấy. Nhìn cái cua góc máy này thì có vẻ đối thủ của Thoan đậm người hơn Thoan một tí, nhưng mà ngắn hơn Thoan, Thoan nó cao hơn. Thoan nó cao hơn khoảng 6 phân, 6-7 phân. Hai đô đang tay gáy nhau. Rồi. Chuẩn bị bây giờ như nào? Chỉ túm được chân phát là chết. Những cái đô mà chuyên nghiệp này và những cái đô có nhiều... Trọng tài nhắc hai đô thi đấu tích cực. Chỉ cần bị sát sau hoặc là bị bò thì dễ thua lắm các bạn ạ. Rồi, không đẩy. Rồi, không đẩy. Hai đô về trọng tài nhắc nhở hai đô. Hai đô về giữa giới. Hai đô bắt tay nhau. Vừa chúng tôi phát hiện đôi áo đỏ bằng cái hình thức tích cực, tiêu cực nhá. Tôi nhắc nhở đó. Trọng tài cho hai đô bắt tay nhau. Đã xảy ra một số cái chúng ta cũng thông cảm. Trận đấu tiếp tục. Cũng thông cảm cho các đô vì các đô về đây tranh giải. Dừng lại. Vì đòn đánh của các đô có trình độ đẳng cấp quốc gia nên là tốc độ nó rất nhanh. Chúng ta phải thông cảm như vậy. Trận đấu tiếp tục. Quý vị khán giả cho một tràng pháo tay của tinh thần thi đấu cho cả hai đô. Đây là một trận thi đấu xanh chín. Theo đánh giá chuyên môn của chúng tôi thì hai đô thi đấu không nhường nhịn. Kẻ chín lạng chín người một cân các bạn ạ, nên là không một kỹ thuật ra và bốc thôi. Thôi. Vẫn ném ra ngoài. Hai đô sẽ về giữa sới. Và giữa sới. Cố tình. Khoan. Thi đấu phải đoàn kết và trung thực. Trận đấu tiếp tục. Khoan cay ở đấy các bác. Thôi cứ thế nóng nóng anh ạ. Thực ra như là cái chỗ nóng này nó cũng có nhiều mặt anh ạ. Nếu như mà dân chuyên nghiệp có khi người ta lại nhìn cái độ nóng này nó ở một cái con mắt nghề nghiệp anh ạ. Chưa hết thời gian. Nhìn quả vai của Hiếu kinh nhỉ. Thịt u luôn ở chỗ đằng sau váy, thịt u luôn. Vậy nhờ. Khi bị đối phương tấn công mà tình huống thất thủ thì các đô cũng tìm cách để trốn tránh các đòn đánh của đối phương. Trước là có hai sới đánh hay phết đấy. Có một cái sới gì mà ở trên đê nhìn xuống anh nhỉ. Rồi là ở ngoài sới rồi. Ngoài sới và nếu có ở trong sới thì cũng chưa khống chế đủ thời gian để quyết định đến thắng thua. Chính vì vậy hai đô tiếp tục vào giữa sới để thi đấu. Tiếp tục vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Theo quy định của chúng tôi thì đánh đối phương hai vai phải chạm xuống mặt thảm và khống chế một thời gian nhất định thì mới là thắng cuộc. Bây giờ mới được
một keo vật phải nói là đáng để xem các bác. Và chúng tôi cũng xin thông báo hiện nay ở giải của địa phương U4. Rồi, dừng trận đấu. Rồi, hai đội vào sân giới thiệu. Xin hai đội vào sân giới thiệu. Trọng tài nhắc nhở hai đội. Hết thời gian thi đấu của hiệp 1, mời hai đội tạm thời cái nghỉ. Đây là tinh thần thi đấu trung thực của hai đô, chứ chưa có gì xảy ra để đến mức độ các đô phải. Chúng tôi sẽ bấm thời gian chết. Và hiện nay ở giải nhất mở rộng, Đô Thái người Bắc Giang xin giữ và người xin theo là Đô Cấn Tân Dự. Đấy, có Cấn Tân Dự về rồi nha anh em nhé. Hai đô về giữa giới. Rồi về cuối rồi thì là có năm nay Vân Côn trận đấu tiếp tục đón được rất nhiều kiện tướng về tham dự. Rồi về thế giới dừng trận đấu. Đề nghị các vận động viên về thế giới bắt tay nhau, hai đôi bắt tay nhau hai đôi vào bắt tay nhau để tiếp tục vào thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Trần Tuy ạ, số nhận hiếu chiến đạt đánh nhau nơi đấy. Sức mạnh của đòn đánh rất là mạnh và dữ dội. Cay lắm, khoan cay lắm. Khoan cay hết rồi đấy. Hai đô về dữ dội tiếp tục thi đấu. Có Cấn Tất Dự về các bác nhé, chắc là các đô ở giải nhất cấp quốc gia và trọng lượng lớn như thế này thì đòn đánh là rất mạnh, nên là tình huống ra ngoài nhiều lần là đúng thôi. Hai đô về giữa sới tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Đúng rồi, cân đỏ thua là cái chắc. Cân thì đỏ thua anh ạ, anh và chúng ta sẽ động viên bằng tinh thần không sao cả. Đấy là động tác tay gáy. Thôi lại lao vào bốc rồi. Về giữa sới trận đấu tiếp tục. Tiếp tục ở giữa sới. Thư Hùng phải nói là đáng để xem các bác. Tuyệt vời đấy. Di chuyển vòng tròn không chạy, di chuyển vòng tròn, đánh ở giữa sới. Quán ở giữa rơi, đánh vào trong sân. Thôi, rồi. Nhắc đồ phố đỏ, không được chạy, không được cố tình chạy ra sân. Về giữa sân. Bác Nghiêm, Phong Hưng, chúng gọi là theo dõi vật rất là nhiều. Nên là nắm được rất là nhiều. Cần Trương. Cần Trương vào giữa sân. Đánh luôn cũng là cân. Chúng ta cổ vũ cho hai đô một tràng pháo tay để hai đô thi đấu tích cực và trung thực hơn nữa. Trận đấu tiếp tục. Nào, ở hiệp thứ hai này hai đô có phân thua thắng bại hay không? Quyết định ở hai đô. Nếu hai đô không phân thua thắng bại thì ban tổ chức phải thi đấu đến hiệp phụ. 3 phút đã trôi qua. Di chuyển vòng tròn, xoay vào vòng tròn. Đây là tay gáy, không sao cả. Được phép tay gáy, đánh ở tầm gần là được phép tay gáy. Vẫn được phép, không sao cả. Thôi, thôi. Lưu ý. Bao nhiêu đô đâu anh ạ? Giờ em mới biết là... Hai đô về giữa sới. Đồng Hoan đứng lên, vào giữa sới. Chỉ còn một phút nữa của hiệp thứ hai thôi. Các cháu ơi, chi đoàn đã đổ 2 chậu nước đây cho ban tổ chức để cho các vận động viên chưa mặt.
Mang nước ra này. Mệt, toàn mệt lắm. Cháu lên mang nước cơ. Lấy nước cho. Chúng tôi đã bấm thời gian chết rồi. Còn một phút nữa dành cho hai đội. Chúng tôi xin nhắn tin. Thế nào mà có ba đu đấy về là cũng là uy tín này anh ạ. Chúng tôi xin nhắn tin anh Việt, con nhà chị Túc về nhà ngay. Có việc. Hôm nay chắc là sẽ có kết quả các bạn. Thôi, ngoài giới rồi. Rất tiếc cho Đô Thoan đã sát sao được mà tình huống này ở ngoài giới. Tiếp tục vào giữa giới. Đấy lên. Cố gắng lên. Chỉ còn 30 giây nữa thôi là sẽ hết hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu tiếp tục. Đình Long với lại Đồ Hiếu. Vâng, quý vị khán giả hãy Rồi, được rồi. Chúng tôi yêu cầu trọng tài nhắc nhở cả hai đội. Vào giữa giới chỉ còn 20 giây nữa cho hai đội. Trận đấu tiếp tục. Không sao cả. Nó đánh này vẫn được phép đánh, vẫn được phép thi đấu. Tay cấy gần không vấn đề gì cả. Chúng ta cứ tin tưởng của đội ngũ trọng tài. Nếu như đồ nào vi phạm luật thì ban tổ chức sẽ tước quyền thi đấu. Nhưng mà từ nãy bây giờ thì chưa có đồ nào vi phạm luật cả. Thôi, hết thời gian thi đấu của hiệp thứ hai. Mời hai đội tạm về ghế nghỉ. Hai đô về giữa giới. Đứng lên về giữa giới. 54 giây đã trôi qua. Và giữa giới, trận đấu tiếp tục. Hay lên. Kết thúc đi em ơi. Rồi, lại ngoài giới rồi. Các đô di chuyển vòng tròn. Có lẽ là càng ở các hiệp đấu sau thì mồ hôi của các đô đã đổ ra thì càng trơn càng khó thực hiện. Chưa chống. Về giữa giới. Và giữa giới không sao cả, chưa có vấn đề gì cả. Trận đấu tiếp tục. Như vậy vừa rồi là Đô Hiếu. Đô Hiếu đang có ý định thắc mắc với trọng tài, với tổ trọng tài là chưa có hiệu lệnh của trọng tài mà Đô Thoan đã vào đánh rồi. Rồi, lại ở ngoài khu vực giới rồi. Tiếp tục vào giữa giới. Vâng, và tiếp tục. Vừa rồi chúng tôi có nhận được một sự tài trợ của anh Hiếu người Sầm Núi. Nếu trong keo vật này đô nào thua, anh Hiếu sẽ tài trợ 600.000 tiền xăng xe đi lại. Xin cảm ơn. Chính vì vậy mà Đô Hiếu tích cực lên. Rồi. Rồi, chưa có tín hiệu của trọng tài thì các đô phải lưu ý. Đối phương có thể tấn công chứ không coi như là đối phương không dừng lại đâu. Trận đấu tiếp tục. Đấy, sang sau rồi. Nào, thực hiện kỹ thuật đánh bò. Bây giờ là tìm phương pháp đánh bò. Nếu có phương pháp đánh bò thì mới thắng được đối phương. 1:30 đã trôi qua. Lấm lưng trắng bụng và hai đô to này mà vì nhau là cũng hấp dẫn hết đấy. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay. Thôi, không được, không. Cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho hai đô. Xin nhắc các đô là không được nắm bao, không được dùng tay nắm bao, dừng lại. Cái bao để chúng tôi phân biệt đô đỏ và đô xanh, chứ không phải bao để các đô nắm vào bao. Ở trong vật dân tộc thì các đô sẽ đóng khố, thì các đô sẽ được phép nắm vào. Bắc Giang, áo đỏ Bắc Giang,
tay các đô không được, tay không được, đan hai ngón tay vào bàn tay vào với nhau. Quá tuyệt vời, chỉ cần một bát nữa mà xem là em được 249 bát xem các bác. Các bác nhớ rảnh tay thì nút chia sẻ cho em lên nhiều nhiều người xem một tí, càng lên đông người xem thì cái kênh của em lại càng uy tín các bác ạ, và em sẽ càng phát triển được kênh. Tay nào, rồi ngoại giới rồi, ngoại giới rồi, qua đâu này đánh về giữa giới. Có lẽ là càng về cuối trận thì mồ hôi của các đô đã đổ ra rất nhiều, nên là thực hiện các đòn đánh nó trơn, rất khó thực hiện kỹ thuật vào giữa. Trận đấu tiếp tục, còn 1 phút 10 giây nữa cho các đô thi đấu ở hiệp phụ. Chưa có đô nào bị nhắc nhở. Tay cả hai đô đều rất tích cực. Nếu như đô không bị nhắc nhở thì sẽ phải tiến hành đến phương án cân. Tiếp tục. Rồi, hai đô về giữa giới. Trọng tài nhắc đô khố đỏ. Lần thứ nhất, cố tình chạy ra hòa giới. Vừa rồi là một hình thức cố tình chạy ra giới của đô khố đỏ. Vậy quyết định của ban tổ chức là nhắc nhở lần thứ nhất đối với đô khố đỏ. Hai đô tiếp tục vào giữa giới thi đấu. Đây là luật rồi. Thì chúng tôi đã phát hiện ra cố tình chạy khỏi giới hoặc trốn tránh đòn đánh của đối phương là ban tổ chức phải nhắc nhở ngay. Vào giữa giới, trận đấu tiếp tục. Vâng, và tiếp tục là một sự tài trợ đến từ anh thi đấu. Trong trận đấu này nếu đô nào thua thì thôi, anh... thôi, ngoài giới rồi. Anh sẽ tài trợ 1.200.000 đồng tiền sang trai đi lại. Xin cảm ơn. Vào giữa giới. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay để hai đô vào thi đấu ở giữa giới tích cực hơn nữa để phân định thắng thua. Trận đấu tiếp tục. Bị đánh bò rồi. Tiếc cho đô khổ hồng quá nhỉ. Gần hết giờ rồi mà bây giờ đang bị văng ra sau đánh bò các bạn. Lật chứ. Còn 30 giây nữa cho hai đô. Đúng được chân hất lên cái lán. Nếu như đô đỏ không tranh thủ thời gian để đánh tấn công thì thôi rồi, dừng. Chưa có tín hiệu của trọng tài. Đô có đỏ tiếp tục vào giữa. Vừa rồi là Đô Hiếu có phản ảnh với trọng tài là Đô Phan đã nắm bao của Đô Hiếu. Nhưng mà nắm bao và bỏ tay ra ngay. Không sao cả, tiếp tục vào thi đấu. Tiếp tục vào thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Nếu như Đô Hiếu chạy thì sẽ bị nhắc nhở. Còn 30 giây nữa. 30 giây nữa cho Phan và Hiếu. Còn 30 giây nữa, nếu giữ được thì không phải cân. Vẫn tích cực. Đánh đi. Thôi, ra ngoài giới. Hai đô về giữa giới. Còn 15 giây nữa. Đánh đi. Chưa bị nhắc nhở. Hai đô vẫn tích cực. Cảm ơn anh. 3, 5. Thôi, dừng lại. Hết thời gian thi đấu của hiệp phụ. Hết thời gian thi đấu của hiệp phụ, mời hai đô vào giữa để chúng tôi công bố kết quả. Có lẽ là ở trận đấu này nếu như hai đô không bị nhắc nhở thì trọng lượng của Đô Hiếu theo đánh giá của chúng tôi là cũng sẽ có trọng lượng nhẹ hơn. Hai đô đứng lên để công bố kết quả. Hai đô về giữa giới. Thắt bao vào, đeo bao vào. Đô Phan đứng lên. Xin mời Đô Phan đứng lên và giữ giới. Chúng tôi xin công bố kết quả qua hai hiệp thi đấu chính. Hai đô không đô nào phân thua thắng bại. Ở hiệp đấu phụ, hai đô không phân thua thắng bại. Xét về tiêu cực, tích cực thì Đô Phan bị nhắc nhở một lần.
cố tình chạy ra ngoài giới, trốn tránh đòn đánh của đối phương. Chính vì vậy đôi yếu của Thanh Trì thắng cuộc tuyệt đối. Đây là luật chúng tôi đã đưa ra rồi, nên tất cả các đô về tham gia thi đấu phải chấp hành theo luật của ban tổ chức. Vâng, trận thi đấu tiếp theo chúng tôi xin mời Đô Tiến, người đã nhất thắng một. Chúng tôi xin chia sẻ thành tích của hai đô vật như sau. Tay, 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 hai đô không được đặt các con tay vào nhau. Nhìn thấy máy căn màn hình em chia về phía bạn đấy, bạn nên bạn nhìn thấy là bạn ấy sẽ quay đi anh ạ. Tay, trọng tài, dừng trận đấu. Tay chắn quá. Nhắc nhở đô, đô Hiếu. Đô Hiếu tay không được đặt tay vào nhau. Trọng tài bảo để ý hai đôi không đặt tay vào nhau rất nguy hiểm. Và giữa sân, và giữa sân, và giữa sân. Anh di chuyển xung quanh đi ạ, anh di chuyển xung quanh đi ạ. Trận đấu tiếp tục. Mà từ đứng từ chiều giờ này còn không cho đi vệ sinh, di chuyển làm sao được chứ? Hữu Lộc năm 2023 thành tích là huy chương vàng ở nội dung vật. 2022 là huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc ở hạng cân 60 kg. Còn Đô Tiến và Đô Hiếu đã nhiều lần giành được huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng ở hạng cân 81 nội dung vật dân tộc, vật cổ điển và vật dân tộc. Trọng tài nhắc hai đô thi đấu tích cực. Một bác nữa được 350 bác xem các bác ơi, chia sẻ đây cho em đi. 349 bác rồi. Và hiện nay ở giải U40 trở lên của địa phương, Đô Tú người sở núi xin giữ, và chúng tôi xin mời công đô đã qua hèo vào đăng ký với ban tổ chức để thi đấu với Đô Tú. Hai đô tiếp tục thi đấu khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài. Tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục thì chưa có hiệu lệnh của trọng tài. Trận đấu tiếp tục. Chào bác Thịnh Nguyễn nhá. Bác Thịnh Nguyễn chắc là đi làm về rồi. Là... giờ mới vào xem. Được phép. Chắc là vừa công ty về vừa cơ quan về. Nếu như tình huống không được phép, cố tình vi phạm, dùng các ngón tay
chỉa vào mặt của đối phương thì mấy bạn là không được phép. Dạ vâng, anh vừa đi làm về. Phép. Đấy chỉ là một động tác tay gáy thôi. Anh vừa đi làm về nhưng mà cũng là đúng cái lúc mà sới ăn gay cấn nhất và cũng là có những cái keo vật hay nhất anh ạ. Vâng, em cảm ơn bác Ngọc Bình ạ. Đấy, các bác like, chia sẻ, phát lên mắt luôn, 363 lượt xem. Em cảm ơn bác Nguyễn Thịnh nha. Chúc bác sức khỏe và hạnh phúc. Hết thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất. Mời Hà Nội tạm về cái nghỉ. Còn Dương Ngọc kìa. Đây, anh ơi, anh lại quay lại cho bạn nó chạy nha. Chạy đâu mất rồi ấy. Mất hút rồi. Em cúi đầu nhé. Như vậy là Đô Hiếu. Đô Hiếu. Ngồi sau máy quay của là cái này đó tí. Thành viên của đội tuyển vật công an nhân dân. Ngồi sau máy quay của hiện nay thì đã về địa phương để tham gia lao động và sản xuất. Em đang live stream ở trên mạng. Hiện nay đang là thành viên của đây anh ơi. Đội. Các bác không phải zoom nữa. Câu lạc bộ quân đội. Các chị gái của làng Vân Côn đây, có cả chị gái, có cả em gái, toàn quốc. Cô gái này đang đội mũ, đang xấu hổ các bác ạ. Đấy, thấy chưa? Đây, em phải né ra bên để nhường màn hình cho các bác. Đây, các chị chào khán giả em đấy. Mời Hà Nội tiếp tục vào sới để thi đấu. Hỏi em đấy tên gì? Không hỏi được anh ơi, không hỏi được. Các chị ấy, hỏi các bác xem và à. Sau trận thi đấu của giải nhì là trận thi đấu keo thứ hai của giải nhất. Cầu được rất hay chưa? Giữa đội Cấn Tất Sự và đội Hồ Sinh Hải. Xin hai đội chuẩn bị. Rất là chiều khán giả. Khán giả. Dừng trận đấu. Vừa rồi có thể là một đầu ngón tay của câu 12 ở chỗ nào anh ơi, trong sân em ra cái em thưởng thức một lần xem sao. Đã cho dừng trận đấu. Đấy. Bây giờ các chị gái và các em gái về rất gần. Không sao con, đây là mình đang giao lưu với khán giả. Con cứ tự nhiên. Trận đấu tiếp tục. Tích cực lên. Trong này nhắc hai đội tích cực lên. Không giữ nhau quá lâu. Đây là hiệp thi đấu thứ hai rồi. 1 phút đã được trôi qua rồi. Nhưng mà trắng ơi. Anh không lên. Chúng ta lại quay lại trận thi đấu buổi chiều ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho hai đội thi đấu ở giải nhì. Giải nhì các bạn ạ. Trọng tài nhắc nhở tay của hai đô. Đô cả hai đô. Tay đô cố đỏ đã nhất thắng giải nhì rồi các bác nhá. Còn đô cố hồng thì vào phá. Nếu như mà đỏ mà thắng được cố hồng trận này thì đỏ phải đánh tiếp trận nữa. Em không bật được anh ạ. Em mà vào chị bật em bắt gãy lưng luôn. Đang bật ở Vân Côn Hoài Đức bác ơi. Nay ngày cuối rồi bác ạ. Bác vô đô vô. Vân Côn Hoài Đức 1368 lượt xem rồi các bác. À 368 mắt đang xem các bác ạ. Đang xem là mới quan trọng. Lượt xem thì thi đấu tích cực. Lượt xem thì về tối nay chắc phải lên được 5-7 nghìn lượt xem, nhưng mà đang xem thì là thế là nhiều các bác ạ. 377 bác đang xem. Quá hay luôn. Hai đô về giữa sới. Đang phá giải nhì các bác.
Đang giữa sớm, đang giữa sớm khẩn trương. Trận đấu tiếp tục. Có Cấn Tất Dự vào anh ơi, Cấn Tất Dự đang đánh giải nhất anh nhá. Cấn Tất Dự. Hai anh em Cấn Tất Dự về anh ạ. Dự vừa đánh thắng rồi. Thắng kỳ vùng địch chủ Huy hay là Duy thì anh em không nhớ cái tên lắm. Thái à, đúng rồi, thế kỳ vùng địch thủ Thái đấy, với thắng Thái nhưng mà Thái cũng không phải là đối thủ của Dự, vì Dự nó chưa đánh mấy hôm nay nó đang đánh nhấp chân nên là hôm nay đánh ép vai xuống nó chưa quen, cho nên khi nó quen thì nó đánh cũng được mà nó bó chó phát là Thái thua thôi mà. Các bạn mà chưa xem cái đấy thì ngày mai em về em edit video em sẽ gửi lên tốt hơn nữa cho các bác xem lại. Quyết định thắng thua trong hiệp thứ hai này. Tên video sẽ là đối đầu giữa Dự và Thái. Đình Long không về anh ơi, đến giờ chắc chắn là Đình Long không về rồi. Không có Đình Long. Trọng tài nhắc nhở Đồ Khố Hồng lần thứ nhất. Chỉ lùi không đánh. Từ nãy bao giờ coi như là không chịu tấn công mà chống tránh đòn đánh của đối phương. Quý vị khán giả có thấy đúng không ạ? Xin một tràng pháo tay. Nếu còn cố tình chạy nữa thì chúng tôi sẽ nhắc nhở tiếp. Hai đội vào giữa sân tiếp tục thi đấu. Trọng lượng nhỏ hơn thì chống tránh đòn đánh của đối phương là cũng là anh hiểu được 500k thi đấu tiếp tục. Thế nhưng mà nếu như cố tình chạy nhiều thì bắt buộc bắn tổ chức sẽ nhắc nhở. Cố Hồng thắng về anh Hướng Tường, anh Hữu Tường 500k hơi sể hay quá nhỉ, tuyệt vời bác ơi. Thì em bảo nhưng mà bạn ấy biết anh đúng không? Khả năng là đỏ thắng thôi. Rồi. Có Ngô thế sao anh ơi? Tiếp cho Đồ Hiếu vừa rồi nhưng mà chưa khống chế được đối phương là giữa sớm tiếp tục thi đấu. Phải khống chế được đối phương trong thời gian nhất định thì mấy là thắng em buộc. Cảm ơn anh Tùng nhá, đang nói là nhanh quá nên là có một số cái nó bắp anh ạ. Ngày hôm kia rồi ở cái giải vật này. Hơi bắp tí anh Tùng hoan hỉ giúp em nhá. Cô Hồng là đô bé hơn. Khó ăn lắm anh ơi, nếu mà cô Hồng thắng khó đấy. Đô cô Hồng mà thắng trong cái kèo này em nghĩ là hơi khó. Cố đỏ nó to hơn. Thi đấu của hiệp thứ hai. Vâng, em cảm ơn anh Tùng nhá. Chúng tôi sẽ phải tổ chức thi đấu hiệp phụ. Cũng mới live nên là có một số cái cũng chưa làm quen được anh ạ. Các bác chủ yếu là nhờ các bác, các anh, các chú là bình luận và góp ý cho em để em hoàn thiện hơn ạ. Và sau trận thi đấu của giải nhì là trận thi đấu thứ hai của giải nhất giữa đô Cấn Tất Dự người Thạch Thất và đô Hồ Sĩ Hảo người chuẩn bị sư hai đô chuẩn bị. Các chị đeo khẩu trang hết rồi anh ơi. Ở hiệp phụ này thì ban tổ chức sẽ cho thi đấu 4 phút và xét tiêu cực và tích cực. Như vừa rồi thì ở hai hiệp chính Đô Lộc đã bị nhắc nhở một lần. Nếu như ở trong hiệp phụ này mà Đô Lộc vẫn bị nhắc nhở, các bác bảo chị phải bỏ khẩu trang bị nhắc nhở một lần thì sẽ là số lần nhắc nhở bằng nhau. Chúng tôi sẽ cầm các số lần nhắc nhở cả ở hiệp chính và hiệp phụ chứ không phải riêng gì hiệp phụ. Chính vì vậy đây 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 soi chỗ này mới đẹp mà không biết rồi anh ơi.
ngay đằng sau lưng này, ui dồi ôi, đi tìm đâu nữa, không phải tìm đâu, thi đấu ở hiệp phụ này, không phải tìm đâu ra anh ơi, có gái đẹp của Vân Côn nhá, lên hình cho cả làng xem, lại đeo khẩu trang vào rồi. Nếu như quá trình mà mồ hôi quá nhiều thì sắc chị xấu hổ anh ạ. Sao vật giải mới không em thấy bắt đầu chưa anh ạ? Đây là đang phá giải hết thời gian nghỉ, mời hai đội tiếp tục vào thi đấu hiệp phụ cho dự ở trận 2. Hai đội về giữa giới, hai đội bắt tay nhau, sao đang bật đèn chuẩn bị đồng kỵ, hai đội chuẩn bị hiệp phụ bắt đầu, sao đang đồng kỵ vậy, sao không về kịp rồi. Nói chung là các bạn gái ở Vân Côn, bạn nào cũng đẹp chị ấy ạ, da trắng lắm. Vẫn chưa có kết quả. To hơn đô gỗ đỏ, to hơn thì là đô gỗ hồng hơi khó thắng. Bác Hữu có khả năng phải gấp thép lên thôi, 500 phải thêm 1 triệu cho em đó có động lực thi đấu anh ạ. Chứ 500 khả năng là khó thắng lắm, hơi khó. Vì cái này là phải đè lưng xuống nên là cân nặng không hơn được đối thủ thì hơi khó. Khán giả cho chào vỗ tay, cố tinh thần thi đấu. Mồ hôi ra quá nhiều nên là động tác trơn trượt. Vâng em cảm ơn bác Nhật Trung nhá. Hơi miên man một tí anh ạ. Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Nếu như hôm nay lại còn toàn gái trẻ thì vâng, anh ơi, cuộc ban tổ chức lại tiếp tục phải nhắc nhở trận đấu tiếp tục. Từ nãy bây giờ Đồng Lộc vẫn là người tiêu cực, chưa chịu tấn công. Vâng anh ơi, em ngồi đối diện đây ban tổ chức đấy. Nó tùy từng ban tổ chức anh ạ. Ban tổ chức hôm nay không thấy đọc nên là em thấy không có, cũng không dám khẳng định là các đồ vật có về hay không, nên là mình cũng chưa dám khẳng định, nên là mình cũng chỉ là mình nói là chưa về thôi anh ạ. 30 giây đã trôi qua. Công nhận cố đỏ khỏe thật, vừa đấu với Thảo Bắc Giang mà căng như dây đàn. Không có kinh thần đánh bỏ, hai đô đứng lên, đánh đứng. Trận này đấu kinh thần. Thi đấu ở từ đứng. Trận đấu tiếp tục, 2 phút 45 giây đã trôi qua. Cảm ơn anh Tùng Audi rất nhiều. Hai đội thi đấu tích cực, đúng ai chờ hút nhau đấy. Hiện nay thì Đô Lộc đang bị nhắc nhở một lần, nếu như Đô Lộc không chịu tấn công thì lợi thế sẽ về thuộc về. Dạ vâng. Anh bác này bác ấy cũng đam mê lắm. Từ đầu là hai anh em có một cú đúng là ngồi cắn với nhau từ đầu ấy.
Nếu nhưng mà tiếc là bác lại hơi ít nói nên là không được giao lưu với bác ấy nhiều. Thôi, hết thời gian thi đấu của hiệp phụ. Mời hai đô đứng giữa sới để chúng tôi công bố kết quả. Mời hai đô về vị trí giữa sới. Chúng tôi xin công bố kết quả. Qua 3 hiệp thi đấu, không có đô nào thắng thua tuyệt đối. Xét biên bản trọng tài, đô Phí Hữu Lộc đã bị nhắc nhở một lần trong hiệp thứ 2. Chính vì vậy, đô Hữu Lộc là người thắng cuộc ở trận đấu này. Và đô Hiếu là người đã nhị thắng ở giải nhì rồi. Mở rộng. Quá hay luôn. Cũng phải để những cái đô to như này để vào ở trận thi đấu tiếp theo. Chúng tôi xin mời nó mới vui các bạn. Ở giải rất vừa rồi, xin mời.